Đâu rồi? Ôi. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình cùng anh em Thiên Thư Kích Cáo rồi ạ. Kiếm một mồi về uống rượu anh. Ngay kiếm một mồi về uống rượu với anh em cho nó chung chứng với cuộc đời này. Đây là ao nhà bạn Dương nhà mình có gọi này, hỏi bạn đấy rồi bạn bảo tôi lấy cá anh nhá. Vừa gọi không lấy đâu. Đi. Thận sâu nhá. Vừa gọi không lấy đâu. Hỏi. Nhưng mà hỏi trước rồi. Thận sâu lắm. Muốn lắm. Ui ôi. Sâu nhỉ? Sâu. Ui. Ui, sâu này. Từ từ lắm. Từ từ để em tôi nổi xuống. Ôi mẹ ơi, đủ chết lại rồi. Có khi từ đến chỗ lông tôi nổi xuống không ạ? Đến chỗ lông này nổi anh này. Chá đấy con gì vậy? Mới chạy đấy. Ui nước lạnh lắm anh ạ. Nước ở đây công nhận lạnh thật. Nước này trong này nó có cây nó râm vậy. Ui ôi, chạy. Ui. Ui cái da rắn à. Ui anh ơi. Từ từ đã. Rupi khổ lối cơ. Nhưng mà chưa nổi xuống. Sâu lắm. Rupi to hết kìa. Ui Rupi to đấy. Rách chân nhé. Rupi rách không nào, cho ta đây. Ui sâu thế. Ui còn Rupi rắn. Ui còn Rupi. Được một con thôi. Ôi đập cả cổ luôn. Nước đầy. Ui. Con gì đấy. Ui có sổ cụ anh ơi. Đâu. Ui, dễ chướng nhảy. Từ từ. Để nội hết. Ôi, con gà giói. Ôi, cha mẹ ơi. Con gà giói to chưa? Mấy gốc cao đây anh ạ. Ui, trời ơi. Cái cá ăn ông uống rượu. Ui, sổ cụ. Ui, anh ơi. Sổ cụ rồi. Cân không? Biết chắc là được đấy. Bắt về mai gọi là hắn ra về uống rượu chơi. Thú lắm. Đây rồi. Đâu? Tỏ lắm, thế có ưng cái anh mà. Chắc mất rồi. Ui giời ơi. Có khi còn mấy con đấy ấy. Đấy. Chết rồi. Đây có rô phi. Không. Ôi trong. Ờ, con lục đi. Ui, không có con sộp đấy. Ra công giữ cái giỏ này nó khỏi chìm để tôi nội đến. Hả? Được ạ. Thôi ra đây, để đấy đấy. Em đi bắt con khác. Phi vào chứ, sò vẫn phi bình thường. Đấy, ui sò cũ này, thấy chưa? Thấy không? Không, ở đây. Ui ôi ôi này. Sò gì? Trướng nhỉ? Này, con này bị tật. Không, nó co lại. Ông. Thẳng tiếp anh ơi. Trướng nhỉ? Không có là nó to. Ấy, con gì ui cụ trong đấy vậy? Đấy. Ui. Thôi vậy. Đó. Ui con đồ phi. Ui con đồ phi. Ui. Đấy chết rồi đây. Ui.
Ui dồi, giật nó mũi thế. Mũi lắm nhỉ. Đây rồi. Đây mọi người, cả hai. Ôi, to chưa? Con rô phi này. Ui, con này con đực, con nai, con chép hay con gì mà nó dài thế này. Con lai chép rồi này. Cái đầu nó buồn cười nhỉ. Mấy con cá. Mỗi ao này á. Nhiều cái phột lắm. Ui trời, hả? Đâu có rô gì vậy? À, không có rô. Cái con rô phi, rô phi cái mặt nha, nhìn nhìn nhìn. Nó nổ. Có con chộp chứ mà đâu phi. Đâu phi gần ngay cột đấy. Ừ, chuẩn ngay cây ấy, nó vừa nó bơi qua đấy rồi. Đấy đấy. Đấy đúng rồi. Vừa nó bơi chậm chậm vào đấy nó là đờ đấy. Mấy kia nó nổi chưa? Đấy. To nhỉ. Chưa. Nhắn lắm. Đã chưa này. Thứ hai con chộp à? Về nông chưa? Về nông video chưa? Rồi. Nông có phải nhanh được cái không? Nó ngon lắm. Tôi phải chờ tí quay cho anh nhớ. Ăn quá nhiều dưỡng đâu. Dưỡng rồi. Cái ăn liệm đâu. Ăn liệm. Đâu rồi. Ôi. Ôi. Con trên này. Thế thì này. Ôi giời. Im. Ăn cổ người. Ôi. 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 Ăn cổ chưa anh em ơi. Bóng cái đẹp lắm cần. Bóng nước nó đẹp. Đen đen nhỉ. Ôi ôi. Ôi. Con này, con này phải 8 cân. To đi. Béo không? Béo đặt vào. Béo ôi. 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 Ê, đánh thêm vòng nữa đi. Cái con chưa bơi kìa. Nó chưa bơi kìa bảo. Trên vào con ngay vào con châu phi kìa. To nhiệt con này. Đấy, bên này đấy. Đấy đấy. Ngay dìa đằng sau dưới vợt đấy. Đấy, hôm nữa là anh mấy em mình nhìn cái bảng này con chuối. Đấy, nó nổi trên trắng hay sao đấy, nước. Ui, đúng, to nhỉ. Ui, con này. Con này. Con này. Đáng cơn. Đây cho các bạn xem, thằng khủng mỗi nhầm như quái chú, cái này là quái vật, rồi chưa, cái này gọi quái vật, từ này rất tổ, này, chưa, quái chú rồi, mình không ngờ bổ con chê khủng này đâu. Con to nhỉ. Cẩn thận, cẩn thận. Nó nhảy ra kìa. Nó vào cái bao. Vào cái bao đi. Cái bao có vừa không? Cái gì? Bao này cũng không vừa được đó, nó dài hơn. Con xem đã, tôi đã nhìn cái đâu, không anh. Cái đầu này, cất đi. Nó cắn. Rồi. Xem này, ăn khủng chưa? Ôi, cái đã mở lỡ thùng sâu này nhỉ. Nó nãy lên trên kia con rồn đây ấy, chỗ này mấy con chứ không phải một con đâu. Nhiều chưa? Ui giời, nhiều chưa? Ui 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 ui. Kinh chưa? Thủy quái. Cái này là thủy quái sông tu lịch. Đâu, đây này. Cân này. Cân chục cân không anh? Chục cân. Ừ. Cân to này không nhỉ? Anh để nó đây ra. Ôi. Các bạn nhìn đây. Dài rồi, nước đen xì kia nhỉ? Đúng màu nước đen xì. Rồi, nhớ các bạn nhá.
Đấy các bạn nhá, mình vừa đánh ở ao nhà, cái ao hoang các mọi người này. Con chê to khổng lồ chưa? Con này cân được 5 cân mọi người ạ. Đây này, cho con cá sụp nữa này. Cho con rói to thế nhỉ? Rói to. Này. Con cá to. Đấy. Nướng hơi ngon đấy nhỉ? Ơ, con Thuế này sao vui như vậy à? Ừ. Bây giờ anh em cho cá vào nướng rồi nhá. Đi chê cái nữa. Thấy ngon thật đấy. Đi chê cái lập mình nhá. Hàng khổng lồ các bạn ơi. Chê đéo nhỉ? Ừ. Thôi, làm cái này ăn đi. Ừ, làm cái này ăn đi.